Xin chào cả nhà. Rồi bây giờ đây là buổi tối đây, của ba má con, má con và cháu gái. Bây giờ khoảng 11 giờ đêm rồi. Má đang ngủ cái giật mình nó đói bụng muốn ăn gì. Thì nói có cháo, có phở, có cơm, đủ thứ hết. Có mì muốn ăn gì, nó má nó muốn ăn mì. Xong bây giờ làm mà ngủ tiếp nữa nè. Nhưng mà làm thôi, kêu thì làm chứ không có ăn. Ba người đang ở phòng khách nè. Hai vợ cháu cho nằm ở gượng giường, nằm để canh bà đây. Tối rồi có muốn đi đái hay là muốn ăn gì thì làm cho bà ăn để mà đi tiểu. Chào cả nhà, thì mới đưa xe đồ đi học thì tự nhiên cái mình ghé mình mua chỗ này, mình mua đồ một tí thì mình nhìn ngang mình thấy hết hồn. Cho cả nhà coi nha. Cái bộ xương với cái đầu lâu ở trong chiếc xe này sắp 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 tới cái gì Halloween buổi tối cho xỉu ngang quá. Thì ngày mai nhà Trâm sẽ có khách là cái bà con của ba Trâm á, ở tiểu bang Texas đó, Texas sẽ qua để thăm ba má của Trâm. Thì họ sẽ ghé chợ mua ít đồ. Ngày mai chồng Trâm sẽ nấu lẩu để đãi gia đình của hai bác. Rồi chồng Trâm mới đi chợ về, làm gì ghé chợ này, mua mấy cái chén, cái nĩa, mưa ao, toàn hủ như đồ để nấu lẩu, mắm, cà phê, giấy, mì. Kệ nó đi, bà hái chị đâu sao đâu, để nó đi cho nó đẹp. Bà đâu có ăn đâu, bà hái làm gì. Con thấy còn nguyên một cái đó, nó chưa có chín là bà tới tháng 10, tháng 11. Nhưng mà con thấy ở trên, ở dưới hầm còn một thau đó rồi. Thau ở đây hôm qua ấy vô rồi hả, ấy vô làm rượu rồi. Làm rượu rồi hả? Ờ hái làm cho hết chứ để bỏ nó uống. Nhưng mà ba làm thử đi coi coi được thành công không ba hả, hả hái nữa không thôi để nhiều khi có người sinh rồi để cái lâu lắm chứ đâu có phải không phải một không muốn ăn được đâu. Nhưng mà làm rượu đó rồi có ai uống không là chuyện. Ông ngoại lên làm thì uống thì ngon lắm, nhưng mà hay lắm à. Dạ. Anh Long anh cũng trồng cái thứ nho, thứ không biết có phải thứ này không, mà trái nó cũng nhỏ nhỏ này nè. Nó chua anh ấy đưa chùm nho mình, đưa mà ăn thì chua, còn không ai ăn bỏ vậy thì làm rượu. Rượu thì uống cũng được mà phải cái nó say, nó say chứ ngon. Tay nào mà uống rượu gắt á. Uống ngon khoái lắm. Nay trời mát hả ba? Không, ở trong nhà thì hơi hầm, trong nhà hầm nhưng mà ở ngoài nó mát. Đấy, nó không có để rồi, nó bắt đầu nó chín quá, nó rụng này. Ồ. Cây bên đó nó nhiều. Dạ. Cây bên đó thì nó bớt chua. Bên nó đỡ chua hơn, đây quá trời chua. Wow, hôm qua bữa nay quá trời trái rồi kìa. Mai hai cách. Bữa nay mai còn nó hoàn xào thịt bò, khổ qua. Thịt bò rồi là rồi mai ấy khổ qua vô xào thịt bò.
trong ấy một bịch lá đó. Ông đang à. Thử đi chua ha. Cái này nè. Bà muốn thử nhau. Thử đi. Mấy đứa nhỏ mà nó lại cho nó ăn, nó khoái nó bẻ nó ăn. Chua không hay ngọt? Chua. Chua đó, hả? Chua đi ở trong tủ á, một cái hộp nho. Ủa gì vậy cho bạn? Muốn ăn nho không biết mua ngoài chợ không con lấy ra. đi ngoài lấy đại đi bê hộp nho mà để sẵn chua ý sao nho này tưởng ăn đổi gì thấy ngọt chứ không có cái nào được cái trái nào mà nó bầm á nó tím á không nó cũng chua lè ba nó chua nhưng mà nó có mua hộp nho rồi ăn mà nó đâu nó có cái mùi giống như rượu nho không thủng. Uống miếng sữa rồi đó, đói bụng muốn sữa. Nho này ngọt. Nó nho này thì ngọt nè. Nó mới hái nho mới. Nho này mình mua ngoài chợ nè, cái này ngọt nè. Ăn thử này đi. Ăn không cái này ngọt, con bảo đảm ngọt. Ăn thử đi. Cái này ngọt không? Dạ. Cái này ngọt không? Này phải mà nó ngon mà nó. Nó mới thử chứ lỡ chua mà. Ngọt mà. Thì vẫn nghe mặt. Cái miệng thì hả đâu lớn được, hả hơi hơi hả lớn như trước. Ngon không? Ngọt đó, ngọt phải ăn không nhăn mặt á. Ngọt không phải không? Ăn hết đường nho đó là khỏe lên đó. Ngọt hay chua? Không biết chứ. Ăn dưa hấu không? Con lấy dưa hấu nha, dưa hấu ngọt. Ăn dưa hấu không? Không ạ? Ờ, ok. Chua lắm. Muốn ăn dưa hấu không? Lấy đại đi bê, khỏi hỏi. Đưa đại đi. Giờ đây con dưa hấu, đây con lấy kem thử. Đó, đang muốn ăn đó. Chứ không ngày không ăn, giờ đói rồi. Rượu nho. Cái rượu mà đang muốn ăn thì nó đem nhiều cái là lựa chọn ra cho làm sao nó cũng không có men với nhau làm một nho mà nó không có men đó đâu cái miếng này ngọt này miếng này đỏ mình nhiều không biết được đây lấy giấy này trời không biết được làm cũng dám làm nữa ba hả không biết được làm cũng dám làm nữa thì ai cũng nói cho đường vô rồi mai mốt mình nghe. Vậy ba mở YouTube lên nó coi chỉ làm sao. Không, mày mở ra mày nói coi. Mở Google coi chợ. Ăn mấy cái đó mới chợ. Dạ em nói là pha đồ vô là nó cứ là lớp đường lớp hoa nho đường thì nhiều. Không ăn. Kệ ăn đó xong đi rồi thôi. Mình mua một chai cúc dừa. Cho vô. Làm gì? Cúc dừa trong lon. Con muốn ăn con làm gì để ăn hết cái bánh bò hả? Ờ nãy mợ quên là chưa còn ấy, để mợ coi ăn kem không ăn thử đi xoài khớp ăn khớp nha nhật ngon lắm chứ ăn khớp hay ăn xoài đây thì ăn với con nè ăn với con nè đi mua một chai chiều xoài ăn em miếng nho chút xíu phải ăn nữa ăn cắt mít nho ăn cắt miếng dưa không thể ăn kệ đi rồi đó có chút nhím nhém đâu có gì nó khóm ăn khóm không kem ăn kem khóm ăn khóm không xoài
không ép. Nắng dội vô mặt cho gọi là gì, chết vi trùng. Nắng má không, muốn con kéo màn đây không? Nắng mệt lắm hả? Mệt không? Có mệt không hả? Mệt hả? Ráng đi, ăn uống đầy đủ vài bữa khỏe rồi đi chơi. Mạnh quá lạnh không? Hả? Mạnh quá lạnh bạn. Hi Sarah. Hi Sarah. I love you. Hai mẹ cho. Đâu vậy? Nobody. She gave me. Come on. She gave me that. That's with Ruby. Yes, sir. Nhìn gì á? Okay, go go. Ở đâu nữa? Hả? Hold on. Đừng ngồi đây đi. Đứng đi đừng ngồi. Đó chỗ cái cây đó. Rồi. Yes. Không sao con. Được lắm. Thôi vậy. Đi nè. Về nè. Thấy một gái chưa? Kìa, Khali kìa. Khali. Khali đâu? Ủa Khali đâu? Ờ đằng kia. Thế xe đâu hay bạn chưa? Xe đâu bạn kia hai bạn chưa? Hả? Bạn của xe. Xe đâu? Bạn con kia. Phải không? Xe đâu? Bạn kia. Bạn tên gì? Ờ vậy hả? Cái đâu quay qua đây. Cười lên. Mai. Đó bạn của Cheryl đó. Cười lên. So cute. Your mom follow you. Let's go. Oh my god. Tóc lên đẹp ngô, đừng có bóng. Ok, không có bóng. No. Gì vậy? Về rồi. Nãy đang định về thì có bé nó học chung với Cheryl, nó mẹ nó tuốt đằng kia mà nó chạy ra đằng đây. Đằng sang đằng đỏ này là mẹ nó đi kiếm. His name's Dominic. Ờ rồi sao hả? Nó hi minute làm gì? Dominic làm gì? Dominic run around so her mom can see Dominic. Ồ vậy hả? Rồi, It's a boy. It's a boy. Em nào bây giờ mẹ đưa mình kiếm được Dominic chưa? Bởi vì mấy món Cheryl là mẹ chưa tới là phải đứng yên đó nha, đừng có chạy lung tung đó nha. Hả? Yeah. Mẹ đưa mẹ sợ đó. Mấy đứa nhỏ này nó ra rồi nó chạy nhào chạy. Làm bà mẹ sợ quá trời. Guys, today we eat four spicy chips. They smell like cheese, so let me check. Đây, cái ghế của Cheryl ngồi đó. It's a French fries. Đó là có cái ghế, đứng lớn là có cái ghế đó đó. Nhưng ngồi riêng để đeo lại. Còn cái này là để đồ ở cái chỗ mà để cho Emily nè. Để lên. Đâu đi học về nó bụng rồi. Ăn hết cơm không con? Hả? No. Nè, bỏ đây nè, pop hàng đấy nè. Ok, let's go. Ăn cơm chiều, ba ăn cháo đang cơm. Ừ.